Galaxy S20 Ultra chính hãng hơn 11 triệu, nhưng phải lưu ý điều này trước khi các bạn chọn mua. Chào mừng các bạn đã đến với ZTech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Hôm trước thì mình có làm video về con Galaxy S20 FE và một số anh em có vào comment và bảo với mình rằng đang có những chiếc S20 Ultra phiên bản chính hãng hơn 11 triệu ở Thế Di Động bán cũ kìa. Thì ok, mình đã lên đây và mình check được. Trời, mức giá của nó quá bất ngờ luôn, 11.870.000 là chúng ta đã có một chiếc S20 Ultra chính hãng rồi. Vậy thì với mức giá này chúng ta có nên chạy ngay đi để mua hay là không, hay là cần lưu ý điều gì thì hãy cùng mình chia sẻ ngay bây giờ nhá. Cái đầu tiên chúng ta vẫn sẽ phải phân tích về giá bán. Thì khi mà chúng ta nhìn vào những chiếc S20 Ultra với giá bán như thế này thì nó hời hơn rất nhiều so với việc là các bạn đi mua một chiếc máy cũ đến từ thị trường Mỹ, đến từ thị trường Hàn, hay thậm chí là những chiếc máy cũ của thị trường Việt Nam. Như ở đây thì mình tham khảo tại Di Động Mỹ thì một chiếc S20 Ultra cũ nó rơi vào khoảng tầm là 14 triệu. Và với con số chênh lệch như vậy, rõ ràng những con máy chính hãng này nó đáng mua hơn, đúng không các bạn? Không đâu, nếu như đây là những con máy của khách hàng mua về, họ không ưng ý, sau đó họ bán lại cho Thế Giới Di Động và Thế Giới Di Động bán lại cho các bạn mức giá này thì nó rất đáng mua. Nhưng đây không phải là những con máy của khách hàng bán lại cho Thế Giới Di Động, mà đây là những con máy trưng bày. Nó là máy trưng bày nha các bạn. Thế nên nó sẽ có một số những rủi ro liên quan đến màn hình, rủi ro liên quan đến pin và rủi ro liên quan đến cái phần khít độ zin và những như là cái tính năng kháng nước. Tại vì sao lại như vậy? Đó là với những con máy trưng bày thì các bạn sẽ biết rằng là họ trưng ở trên kệ của sản phẩm và nó sẽ hoạt động ngày, hoạt động đêm, không biết là hoạt động bao nhiêu ngày rồi. Và cái màn hình của nó ấy, khi mà nó hoạt động quá nhiều thì nó sẽ rất dễ xảy ra những hiện tượng burn in. Có thể là khi các bạn mua máy, cái màn hình này nó vẫn chưa burn in đâu, nhưng màn hình này nó đã rất là yếu rồi. Và các bạn mua về một khoảng thời gian, sau khoảng tầm 2 tháng, 3 tháng gì đó thì nó bắt đầu xuất hiện bóng mờ, nó burn in và nó để lại những vết hằn trên màn hình. Thì khi đó hậu quả sẽ rất là khôn lường. Và với Samsung hay Thế Giới Di Động thì những cái lỗi liên quan đến burn in màn hình họ không bảo hành cho các bạn. Thì đấy là cái thứ đầu tiên mà bạn cần phải biết. Cái thứ hai đó là những cái rủi ro liên quan đến pin. Bởi vì những cái chiếc máy đó muốn hoạt động được thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ phải cắm sạc cả ngày, cả đêm. Và mặc dù là cho đến lúc khi mà nhân viên Thế Giới Di Động về thì những con máy này nó vẫn hoạt động như kiểu là hoạt động 24/24 luôn. Thế nên rằng cái vấn đề về pin nó sẽ bị yếu hơn rất nhiều so với những con máy khác. Thế nhưng mà cũng đã có một bạn viewer comment ở trên kênh YouTube The Tech cho mình biết á, thì bạn ấy có mua một con máy này rồi, bạn ấy bảo hình thức bên ngoài thì ok, đẹp, màn hình cũng không thấy có cái hiện tượng gì, nhưng pin của những con máy này thì đã được thay. Và tại sao bạn ấy lại biết cái chiếc máy đó đã được thay pin? Đó là do cái mặt lưng nó đã bị hở keo, nó bung ra và bạn ấy đã phải mang đi nhờ dán lại hộ. Thì đó cũng sẽ là một cái nữa mà các bạn cần phải biết. Khi mà chiếc máy được thay pin bởi Thế Giới Di Động và dán bằng những keo như thế thì nó sẽ làm mất đi cái khả năng kháng nước trên chiếc máy của các bạn. Thế nên rõ ràng khi mà chúng ta nhìn vào cái mức giá như thế này thì nó là mức giá hời, nhưng mua được cái con máy này về thì nó lại không hời một tí nào cả. Các bạn thử đặt một cái phép tính nhá. Nếu như mua về một thời gian mà chiếc máy của bạn bị bóng mờ màn hình, các bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để thay thế cái máy đó? Và nếu như các bạn không muốn thay thế màn hình đó thì sau này các bạn bán cái chiếc máy đó đi thì nó sẽ bị thụt mất bao nhiêu tiền? Rõ ràng đúng không ạ? Và với mức giá mà các bạn bỏ ra thêm khoảng tầm hơn 2 triệu nữa, các bạn mua được một chiếc máy ngon lành như thế này. Nó khít, nó zin, pin nó tốt và màn hình nó hoạt động ít giờ và cái tỷ lệ burn in trên nó là cực kỳ ít. Nói chung á, sự lựa chọn thì vẫn sẽ là ở các bạn mà thôi. Đây là một cái video mà mình tư vấn và mình cũng giải đáp chia sẻ đến các bạn về những chiếc máy S20 Ultra đang được bán cũ tại Thế Giới Di Động. Nó là máy tình trạng như thế nào, nó là dạng máy gì, để cho các bạn biết rõ hơn, chứ không phải là một cái video mà mình bảo là các bạn phải mua những chiếc máy ở Di Động Mỹ với mức giá như thế này. Như thế thì các bạn sẽ chửi mình chết. Đây sẽ chỉ là những tư vấn rất là thật lòng của mình mà thôi, để cho các bạn biết được, để cho các bạn có thể tránh được những rủi ro khi các bạn mua những chiếc S20 Ultra như thế này. Và trên đó là video mà mình chia sẻ đến cho các bạn nhé. Và nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của ZTech, ủng hộ mình trong những video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.